Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dầu gội nhuông đen tóc thảo dược Hoa Đà được sản xuất tại Việt Nam. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược hoa đà cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược hoa đà Được chiết xuất từ hà thủ ô, nhâm sâm, linh chi, lô hội, bạch thảo, bồ kết, ương, địa lâu tây tạng, ngũ gia bì, địa liền, bồ công anh, củ cỏ gấu, hồi hương đất, xả, lá mong hoàng liên, vitamin B5 và nhiều dưỡng chất khác. Dạng bào chế. Dạng gói. Công dụng và chỉ định của dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược Hoa Đà. Với công thức đặc biệt cổ truyền kết hợp với công nghệ hiện đại, sản phẩm dầu gội dược liệu đen tóc chuyên dùng cho tóc bạc, tóc bị hư tổn. Chỉ sau 7 đến 10 phút dược liệu trong dầu gội sẽ ngấm sâu vào tận lõi tóc, làm cho tóc đen từ chân đến ngọn. Giúp cho tóc bạn đen mềm tự nhiên ngay sau khi gội không làm hư hại tóc và da đầu, đồng thời trị gàu và chống rụng tóc hiệu quả, cho mái tóc đen bóng mượt và không còn khô và chảy ngọn. Đặc biệt dầu gội chỉ có tác dụng làm đen với chất sừng như tóc, lông, móng, không làm bẩn da đầu. Cách dùng và liều dùng của dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược hoa đà Để tóc khô nguyên không được làm ướt tóc Bước 1. Đeo găng tay để tránh bị đen móng tay Dùng ca hoặc cốc nhựa để hòa trộn dầu gội Bước 2 cắt túi bằng kéo, lấy dầu gội bên trong túi ra và trộn đều hỗn hợp trong hai ngăn đó trong một cốc rồi dùng tay có găng xoa đều dầu lên tóc. Bước 3, thời gian đối với tóc yếu và chảy ngọn là 10 phút. Đối với tóc bạc nhiều có thể mát xa 30 phút để chất thảo dược thẩm thấu vào từng sợi tóc bạc, sau đó xả sạch bằng nước. Chống chỉ định của dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược hoa đà. Những người có cơ địa dị ứng, da đầu bị tổn thương và chảy xước thì không nên dùng không dùng cho phụ nữ mang thai và mới sinh. Lưu ý khi sử dụng dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược hoa đà. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm không phải là thuốc nhuộm, nên có thể sử dụng không một hoặc không hai lần gội trong một tháng. Khi chân tóc bạc bị dài ra thì nên sử dụng lại để mái tóc bạn thêm đen óng tự nhiên trở lại. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược hoa đà đồng thời biết cách sử dụng dầu gội nhuộm đen tóc thảo dược hoa đà sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Farm.